Xin mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì trong những video lần trước thì mình có chia sẻ cho các bạn là cái cách là thời điểm là trồng bông vạn thọ các bạn, cũng như là cái thời điểm mà bấm đọt cây vạn thọ các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn là xem là cái cách trồng bông vạn thọ tại nhà nha các bạn ha, để cho các bạn có thể là trồng và đón Tết được nha. Thì ở đây thì mình đang quay bà xã mình các bạn, có vài cây vạn thọ lùng á, thì sẵn quay cho các bạn xem. Đây các bạn, thì các bạn đang xem nè, thì cây vạn thọ lùng này các bạn, thì các bạn có thể là trồng á, là trễ nhất á, là khoảng là mùng 5 tháng 11 âm lịch nhanh nha các bạn, thì nó sẽ là ra hoa đúng dịp Tết nha các bạn ha. Thì trồng vạn thọ lùng á, thì tầm đâu là khoảng 65 ngày đến 70 ngày các bạn, thì nó sẽ trổ bông đẹp nha các bạn ha. Thì khi trồng thì các bạn phải chuẩn bị những cái giá thể ha. Ở đây mình bà xã mình đang trồng trên cái mô hình là đất thịt nha các bạn. Thì các bạn đang đào lỗ cỡ này nè, các bạn quay trực tiếp cho các bạn xem luôn. Ở đây thì mình mới nhổ hai bụi về để mình trồng cho các bạn xem nè. Còn này là phân chuồng nha các bạn. Đây các bạn, này là mình trồng tại nhà thôi, chủ yếu là mình quay lại video lại mình chia sẻ cho các bạn được biết cái cách trồng thôi. Còn nếu mà trồng về mô hình thì trong những video sau thì mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Đây các bạn, ở đây có hai bụi các bạn. Đây là vạn thọ lùng nha các bạn ha. Ở đây là mình đã bấm đọt cái cây này rồi, nó lên có nụ rồi. Nhưng mà hôm nay chủ yếu là mình trồng thì mình nhờ mình quay lại cho các bạn cùng xem thôi, trong cái khu vườn nhỏ của mình các bạn. Đây các bạn, bạn vừa bỏ cái cây này xuống thì mình phải thêm cái giá thể là phân chuồng nha các bạn ha. Phân chuồng ở đây là phân chuồng nó quay mục nha các bạn, để đi gần cho các bạn cái xem nè. Xong là mình đắp đất những cái cục đất bự vô cho nó cứng cây. Ở đây thì mình nhổ nãy giờ cũng được mấy tiếng là nên nó hơi héo nha các bạn ha. Đây các bạn xem là nó giờ mình chế phiệt là mình thêm cái phần là cái giá thể vô phân chuồng nè các bạn, để quay cho sát gốc cho bạn xem. Thì bạn nào đang xem video của mình hãy like cho mình một like nha các bạn ha, để mình có động lực mình ra những cái video như thế này cho các bạn cùng xem ha, về cái chủ đề là mảng lòng vườn hoa Tết nha các bạn. Đây, đất cứng quá thì mình chặt ra nha các bạn ha. Đó là mình rồi mình để nó sát gốc luôn cho cây nó cứng. Sau khi là mình trồng xong thì mình nên tưới sương nước qua. Để quay cho các bạn xem khoảng phút nữa thì mình sẽ dừng nha các bạn. Chủ yếu là hôm nay là quay cho các bạn về cái cách trồng bông vạn thọ cho nó đúng dịp Tết thôi nha các bạn ha. Thì chia sẻ bạn cái thời điểm rồi đó. Còn cái cách bấm đọt như thế nào á, thời điểm bấm đọt như thế nào trong video trước mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi. Các bạn chỉ việc vào phần danh sách phát trong mục là cây vạn thọ thì các bạn xem lại là sẽ biết được nha các bạn ha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp của mình nha. Nhớ like và subscribe kênh của mình nha các bạn. Rồi mình xin được mến chào.